nhiều con. Ở vô là sẽ tắt máy nha. Chuẩn bị. Nhũ kia kìa, đẹp kia. Đây, bây giờ cô sẽ treo nè, đúng rồi, cô sẽ treo nha. Chỗ này thấp lắm nè, phải cẩn thận. Đẹp không? Đẹp ha. Đẹp ha. Ừ. Bây giờ lên trang đúng không? Đúng rồi. Cái bên kia là đồng khô kìa. Lát là mình đi bộ ra đó đó. Cô chị chuyên nghiệp chưa? Đúng rồi. Wow. Để ướt thì giải xuống đây tắm đi. Ghê đó hả? Cái đáy này là 20 mấy luôn á. Ờ. Cái này hai mươi mấy. Đây không cần. Kinh cũng đến nó vô được không? Cầm cho bạn đi. Đấy, cầm cho bạn nha. Mấy cái tay bỏ vô phía trong nghe, đừng để kẹp tay nghe. Cái tay cái xu. Sao mình không dùng cái chỗ đó hả?
đẹp quá. Lát nữa mới dừng cơ. Nước nó nhỏ lên đầu mình. Nước á. Ở đây thật nhũ á. Ừ. Còn mấy đứa nhìn thấy cái khung cảnh đẹp chứ. Tôi che lại đó tối thui thôi. Ừ. Đúng rồi đó. Câu hỏi rất là hay đó. Trong khi lừa lại cái việc này là nó nặng nhọc đúng không? Việc nặng. Vì sao là toàn phụ nữ đứng đầu mũi thuyền? Chị, tại sao lại thấy cái thuyền nào là cũng phụ nữ đứng trước chèo vậy? Dạ. Thấy thuyền nào là cũng phụ nữ đứng trước chèo vậy? Chèo trước nó nhẹ hơn anh nhé. À, chèo trước là nó nhẹ hơn hả? Nhưng mà vì đang là không phải hai người đàn ông. À đó à. Tự muốn có cái gì đặc biệt. Cái trước nhẹ hơn. Thử là đi gia đình hai người. Đây là ở đâu anh? Đà Nẵng. Đoàn. Mình đang chơi như vậy là chơi vào nó ngược được anh. À. Ừ, đúng rồi. Chập đi ra khỏe hơn đúng không? Chập đi ra không cần chèo luôn đúng không? Từ trâu ra luôn. À rồi. Ủa nhưng cái này nhảy xuống hồ bơi được mà. Này mình vô còn bao xa nữa? Hiện tại được nửa đường thôi. À đó hả? Dạ, còn nửa đường nữa là phải
là đi cái tour con đường tour Mao Hiệp tour Bình Phương. Còn ngoài cái tour Bình Phương ra còn có một tour gọi là tour Mao Hiệp là mình sẽ đi được 4 cây rưỡi xuống. À, tô bảo hiểm. À, là tô bảo hiểm. Mà đây hồi nãy đâu nghe tư vấn gì cái tô bảo hiểm đó đâu hè. Mua vé thấy đâu có hỏi gì là. À, đặt vé trước hả? Ừ. Em, à còn cái chỗ mà đi bộ đó là mình ưng thì lúc đó thuyền ra thì mình muốn đi bộ thì mình đi bộ vô. Mình chơi xíu rồi mình ra. À, đúng rồi. Ok, hiểu. Ừ. Quay hết cái động này luôn cho các bạn xem. Tức là cái tour này là tour bình thường. Còn cái tour mạo hiểm là từ cái chỗ mà lát nữa mình sẽ dừng á. Hồi nãy giờ mình đi nửa đường rồi. Lát mình dừng á là mình sẽ đi thêm được khoảng 3 cây rưỡi số nữa. Tour mạo hiểm nhưng mà mình phải đặt trước. Lát thì ra ngay chỗ cái cổng hồi nãy á, họ sẽ dừng nó cho mình. Mình muốn đi bộ, người của mình chơi á, hay chụp hình mình dưới thì mình sẽ chụp. Và sau đó mình lấy tiền về. Ừ. Tour mạo hiểm là người ta càng đi sâu vô nữa con, khám phá thêm á. Thì ba đâu có biết, đâu có nghe tư vấn gì đâu. À sông son, à cái đó tên biết. Ừ. À. Nước như này là chỗ nào cũng sâu ấy đúng không? Dạ, ở đây thì 7 đến 8 mét. À. Sâu nhất á. Ừ. Nước ở dưới này là nói chung là sâu đó con. Đố ăn kia nước trên này nó ấm hay là nó lạnh? Này. Để bà rờ tay xuống nè. Để bà rờ tay xuống thử bà coi thử. Ồ, mát, dễ sợ luôn á. Mát lắm luôn á. Ước chi chừ được nhảy xuống tắm phải. Ê, tá. Rồi không? Đi bây giờ cho một tay nha. Được không? Được. Không có lạnh lắm. Không quá lạnh. Ủa cái này là đi đâu rồi? Đúng rồi. Sao ở được? Mát nhưng mà cũng muốn tắm. Giờ nước đã xấu rồi. Và cái này mình xoa để bây giờ đủ đã đúng không? Ừ. Nhưng mà dưới cái hệ thống này như sau này chứ hồi xưa đâu có. Làm cái hệ thống đèn này cũng cực đấy. Không phá hủy cái không. Không có đục đẽo gì, không có đụng vô cái đá này là cũng cực. Bây giờ cứ nghĩ nếu như mà nó không có đèn luôn đi thì là nó tốt thui mấy chứ.
nước mưa, không phải nước mưa, nước nó tìm cái thật nhũ á. Lên hai gì? Ông cho mình đi nữa hả? Cái hàng đó đó. Thuyền này vì là cái thuyền này hai người phụ nữ nên là họ chèo nó mệt hơn một người phụ nữ của người đàn ông nên họ ra sớm. Quay đó, đang tìm đường quay đó. À bây giờ tới đây là thấy điện rồi đúng không? Đúng rồi, đi vô 3.5 km này. 3.5 là chưa biết khách hay là không đó. Họ đeo cái đèn pin lên đầu anh xem vậy. Rồi, đây là điểm cuối của tuyến Nomo. Còn ai mà mạo hiểm nữa thì đậu cái đèn lên đầu và đi vô tiếp. Ai mà muốn đi mà tour mạo hiểm nữa thì đổi cái đèn lên đầu đi vô tiếp. Ừ. Ừ, đúng rồi. À, tới chỗ cái rộng này coi nè. Đây, đây có khoảng rộng nè, sẽ quay lại. Hoặc qua cho mình dồn vô cái. Đấy. Ừ. Vẫn còn điện kìa. À nó có cái biển báo rồi kìa. Đây nó có cái cảnh báo rồi nè, nó có cái dưới nước á. Ừ. Điểm cuối rồi đó các bạn nha. Đó, quay hết nguyên cái động cho các bạn xem rồi đó. Ở trong nếu mà sóng 3G mạnh ghê livestream được luôn á. Ủa sao điện thoại cần livestream nãy giờ nè? Nhiều người xem lắm á. Rồi thôi. Bye bye nha.